ra đi. Như vậy là sao? Mẹ ơi, sao vậy ra đi? Má của con. Bác ấy bỏ chúng ta đi thật rồi bác ơi. Con đã bị điên rồi đúng không? Con có biết là mình đang nói gì không? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có cháu của mẹ kìa, nó đang nói gỡ kìa mẹ. Mẹ, mẹ mau cản lại đi, đừng để cho nó nói nữa. Mẹ ơi, Ganh Ga, nhìn bác đi, chồng của con hư hỏng quá, chuyện này mà cũng giỡn được. Con là phụ nữ trong nhà, con không được giỡn như vậy. Nói đi. Bác ơi, bác không ngờ con lại như vậy đó Ganh Ga. Bác bà sanh bác con phải làm như vậy đúng không? Con ủng hộ bác ấy làm vậy luôn hả? Còn anh nữa, bà Nandu, anh dậy đi. Anh nghe em nói gì không? Đừng có chọc em nữa, em bực mình rồi đó. Nghe chưa? Em sợ rồi đó. Sao mà anh cứ phải chọc phá em như vậy chứ? Anh giỡn như vậy vui lắm hay sao? Nandu, anh muốn Nandu thấy cảnh này hả? Không được đâu. Em có chuẩn bị rất nhiều món anh thích. Anh mau dậy đi. Em đã dọn ra bàn rồi. Anh dậy mà ăn đi Ba San. Anh à, Ba San, đợi em chút. Anh đợi em nha. Anh thấy gì không? Ngon lắm nè. Em làm món mà anh thích ăn nhất. Anh nói là anh thèm món này đúng không? Hôm nay em làm rất là ngon. Em nói thiệt đó, bảo đảm anh sẽ thích nó. Nếu anh mà không chịu ăn, mai mốt em không làm nữa đâu nha. Em nói là em sẽ làm. Anh nghe gì chưa? Anh mau ngồi dậy đi, nó ngon lắm. Em sẽ ăn nó. Em ăn nha. Em cầu xin anh, em xin anh làm ơn tỉnh dậy đi. Anh dậy đi, anh dậy đi mà. Anh đừng đối xử với em như vậy Ba San. Anh đừng làm em sợ mà. Anh mau ngồi dậy đi Ba San. Anh không được làm vậy, anh nghe chưa? Anh tỉnh dậy đi. Anh tỉnh dậy nói chuyện với em đi Ba San. Anh không thể như vậy. Anh không được làm vậy Ba San. Ba San, Ba San, anh dậy đi. Ba San, ah!
Guli, chị ơi, chuyện gì vậy em? Em kêu chị vô đây rồi nhìn thấy em đứng khóc như vậy. Thật ra đã xảy ra chuyện gì, em nói cho chị biết đi em. Nói chị nghe, có phải bà trẻ nói gì em hay không? Hả? Dạ không chị. Đồ ăn. Đồ ăn sao Guli? Đồ ăn rất ngon mà. Tại sao lại như vậy? Nhìn ghê quá. Có ai đó đã cố tình làm điều này. Chị biết rồi. Chị có thể là bà trẻ thôi. Nhưng chị ơi, giờ em biết làm gì cho mọi người ăn đây? Bây giờ sao đây, bà mệt rồi đó. Tự nhiên cháu kêu bà xuống dưới này ngồi, trong khi đó còn biết bao nhiêu là công việc khác chưa làm. Chắc là bà sẽ chết vì đói mất. Em à, em đừng có nói những lời đó, chờ đợi một chút cũng không có chết đâu mà. Đợi một chút đi, đồ ăn nó sẽ ngon hơn. Còn nhanh thì nó sẽ không được ngon. Nếu vậy thì cô đang để chờ hay không hả? À? Guli sao rồi anh đã đi? Hai đứa đã làm xong bữa trưa chưa vậy? Có đồ ăn trưa đâu mà làm giờ đồ ăn. Chúng nằm ở trong thùng rác hết rồi. Để coi mấy người làm sao đây. Tối ngày chỉ biết ca tụng cái con bé đó thôi. Con xin lỗi vì sự chậm trễ này. À, tới rồi. Thấy chưa, cũng đâu có trễ lắm đâu. Cháu gái à, cháu không cần phải lo gì hết. Chỉ cần ăn được đồ ngon á, thì bà Suhara sẽ vui trở lại thôi. Cháu đã cố gắng làm hết sức của mình rồi thưa ông. Dạ, đồ ăn đã sẵn sàng. Hay ha, biết chồng của mình là người Mỹ luôn á cha, cho nên cháu cho mọi người ăn món Mỹ ha. À đúng rồi cháu à, ăn mấy món Ấn rồi cũng chán, lâu lâu cũng phải đổi món cha. Đưa cho ông, ông thèm cái món này lâu rồi. Thần linh ơi, đúng là tuyệt vời. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Bà nói rất đúng đó thưa bà. À, con chưa từng ăn món nào ngon như vậy. À mà con à, ngoài mấy món này ra thì con có chuẩn bị thêm vài món nào khác nữa hay không vậy? Dạ, con chuẩn bị thêm 3 món nữa. Wow. Bà đã nói rồi mà, trưa nay chúng ta sẽ ăn thiệt là no. Dạ bà nói không sai thưa ba. Trong một tuần phải có một ngày chúng ta đổi mới, đúng chứ? Con nói rất là phải.
Chưa bao giờ ông ăn ngon vậy đó Cù Ly à. Cháu đúng là rất giỏi. Thần linh sẽ ban cho cháu thật là nhiều phước. Cháu mà được phước rồi á, thì ngày nào nhà mình cũng được ăn ngon như vậy. Thần linh ơi, sao hai đứa con đứng đó nhìn nữa? Mau ngồi xuống cùng anh với mọi người nhanh đi. Ngồi đi con. Em nghe anh, có gì không? Ừ. Anh đi à? Em trở về liền đi. Có phải là bác Vasan kênh gọi điện thoại cho em đúng không hả anh? Em sẽ mang tới một điều bất ngờ cho bác ấy hả? Hay là bác ấy lại muốn làm gì đó đặc biệt cho em nữa đây anh? Đúng chứ? Không, anh đi. Bác của mình không có nói gì hết. Kể từ giờ trở đi, bác sẽ không nói gì hết. Anh sao vậy? Anh đi à. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không còn nghe bác nói nữa. Bác đã đi về với thần linh rồi. Ở thần linh ơi, cái gì vậy? Anh đi. Anh đi. Con bị sao vậy con? Anh đi. Sao? Tôi đem ra đít à? Bác và sanh của tôi mất rồi Sia. Sao? Tại sao bác ấy? Mọi người mau tránh ra, sẽ bị Đức Thắng rồi. Vasan! Được rồi, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Sao vậy Si? Thật ra có chuyện gì? Mau nói đi. Bác Vasan, bác ấy đã mất rồi. Cái gì? Mất rồi sao? Mất rồi hả? Không, sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao vậy? Bị tai nạn. Bây giờ chúng ta phải tới đó ngay thôi ông à. À, mình mau đi thôi. Chuyện này không thể nào là sự thật được đâu. Bác Ba sao? Chị ơi, mình phải tới đó liền thôi chị. Em không chờ thêm được nữa đâu. Không được Cú Ly, em không được đến đó đâu. Em hãy nghe anh nói đi Cú Ly à. Chỗ đó không thích hợp cho những nàng dâu mới như em đâu. Đúng rồi đó cháu à. Nàng dâu mới không nên đến những nơi có tàn. Cháu cứ ở lại đây và chờ mọi người đi. Đừng có quá đau buồn nữa Cú Ly à. Ông rất là tiếc. Chúng ta đi thôi anh đi. Nhanh lên. Chúng ta mau đi thôi. À, Mina, Anop, hai đứa ở lại cô nhà. Bà Ira với Alok sẽ đi tới đó. Hả? Chúng ta đi thôi. Nhanh lên, mau lấy đồ đi. Nhanh lên. Mm-hmm.
Cháu nói cho Alan đi biết rồi nội à. Cổ và gia đình chồng đang tới đây. Còn ba mẹ cháu thì sao? Bà vẫn không chịu tin đây là sự thật. Cả hai người họ ai cũng khóc hết. Họ không chịu đừng nói. Họ không chấp nhận được chuyện này. Hai anh em nó không thể gặp mặt nhau sao? Bà của cháu không thể về đây để làm nghi thức cuối cùng cho bác cháu sao? Dạ không đâu thưa nội. Có một cơn bão làm cho chuyến bay đó bị hủy. Trong một tuần nữa ba cháu không thể trở về được. Chừng nào còn bão thì ba không thể nào trở về đây. Chúng ta không thể nào chờ đợi lâu như vậy được đâu Zedit à. Cậu cũng biết cơ thể của bác cậu có rất nhiều vết thương lớn, cho nên không thể nào để lâu được. Dù chúng ta không muốn nhưng mà chúng ta phải làm thôi thưa bà. Mình không thể nào để thi thể của anh Vasan ở đi hoài như vậy được. Nếu vậy thì tôi phải làm sao? Thiếu con trai của tôi hả? Không cho em trai nó có thể gặp mặt nó là cuối có phải không? Chúng ta không còn cách nào khác đâu bà. Những gì Lassie nói không hề sai chút nào hết. Chúng ta không thể nào chờ đợi được. Mình phải tôn trọng thi thể của bác thôi. Bà đừng đau buồn nữa bà Kanjani. Bà phải để cho linh hồn của con trai bà về với thần linh. Đừng giam cầm nó nữa. Hãy để nó được tự do đi bà. Nếu như thần linh đã buông như vậy thì tôi làm sao có thể làm khác được chứ? Sao người lại để cho tôi còn sống rồi cướp mất mạng sống của con trai tôi? Không được Vasan. Sao người đầu bạc lại tiên kế đầu xanh? Mẹ biết sống làm sao đi? Làm sao mẹ có thể sống nếu như không có con ở bên cạnh mẹ đây hả Vasan? Nè cháu trai, cháu uống trà gừng đi. Tạm biệt, chúc anh có một cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Thần linh ơi, sao dễ thương vậy? Nhìn nụ cười đó kìa, cứ như là công chúa vậy đó. Đúng rồi bà, cô là người Mỹ mà. Cô là bạn rất tốt của cháu đó. Vậy thì cháu nên kết hôn với cô ta mới phải chứ. Cô gái này xinh đẹp hơn Guli nhiều lắm. Còn con bé đó thì xấu không còn gì để nói. Thôi mà bà ơi. Cháu mới thôi đó. Bà nói cháu đừng có lãng phí thời gian nữa. Mau kêu cái con bé đó cuốn gói đi về làng trai xa giùm đi. Cháu cứ kết hôn với cô gái này, đảm bảo cháu sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc cho coi. Cháu không thể tin được. Cháu còn tưởng bà khác họ. Không ngờ bà lại giống như mọi người ở nước mình. Ở Ấn Độ mọi thứ phải nghe theo lời sắp xếp của người lớn ở trong nhà. Cháu rất thất vọng. Làm sao để cháu có thể làm cho bà hiểu? Cháu rất yêu thương Guli và cháu chỉ có thể lấy cổ làm vợ thôi. Bây giờ cổ đã là vợ cháu rồi. Vợ.
Đã bao nhiêu lần cháu nhấn mạnh điều đó rồi hả? Mọi người đều biết con bé là vợ của cháu mà. Nhưng cháu cũng không cần phải chung thủy với nó. Con bé đó không xứng với cháu một chút nào. Cháu được giáo dục, còn con bé đó nó lại khác. Bà làm ơn thôi đi. Cháu thương và tôn trọng bà không có nghĩa là bà muốn nói gì thì nói đâu. Bà không có quyền buông ra những lời xúc phạm nặng nề tới vợ của cháu. Bà làm ơn, kể từ giờ trở đi đừng nói vợ cháu như vậy nữa. Cháu uống trà đi. Cô phải cảm ơn thần linh vì cháu của tôi nó rất là yêu thương cô. Chứ nếu chỉ một mình tôi đã ném cô ra khỏi nhà trong một nốt nhạc rồi. Em cảm ơn vì anh đã bảo vệ cho em, luôn yêu thương em. Và em không cần phải cảm ơn anh, bởi vì anh yêu em mà. Em là vợ của anh. Nếu như anh không bảo vệ cho em thì anh bảo vệ cho ai đi? Anh tốt bụng quá. Em tin vào tương lai, rồi sẽ có một ngày em sẽ có được chỗ đứng trong trái tim của bà. Đừng bỏ em mà. Đừng bỏ. Bà đã đuổi. Bà đã đuổi. Đừng bỏ em. Bà đã đuổi.
पापो अहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्रायमान परेशान सर्व पाप हरा भव भव भीति हरम सुरेशम गंगाधरम। Nhanh lên đi con, giờ con sẽ phải làm nhiệm vụ của mình rồi. Cầm lấy đi con hãy đưa ba con về với thần linh đi con trai. Không, con không làm được thầy ơi. Con hãy thuyết phục anh mình đi con. Đừng mà em, anh không thể làm được đâu. Không. Anh đừng. Không, làm vậy bà anh sẽ nóng lắm đó em ơi. Anh không làm được đâu. Anh không làm à. Bà anh đã đi xa rồi, mọi đau đớn ba anh cũng đã chịu đựng được. Bây giờ ba của anh không cảm thấy đau nữa. Anh phải làm điều này vì ba của mình chứ. Anh là một người con dũng cảm mà.
trong tủ hết đường rồi anh ga. Nhà mình còn đường không vậy? Ở trong tủ. Để cô làm việc một mình dưới này tôi không yên tâm. Tôi phải xuống đây coi cô thế nào. Cô yên tâm đi, tôi có thể làm một mình được mà. Trách nhiệm của một người con gái là phải lo cho gia đình của mình. Tôi chỉ đang làm việc đó thôi. Tôi không có sao đâu. Bác đâu rồi? Tang lễ xong, bà không muốn bác ấy buồn nữa. Bà kêu bác ấy lên phòng tắm rồi anh đi à. Bác ấy tắm xong thì trà cũng sẵn sàng. Cô nhớ nhắc tôi nha. Tôi phải mang trà lên cho bác ấy. Chỉ sợ bác ấy na không chịu uống. Tôi sẽ đi cùng với cô mà. Anh về rồi hả? Em khỏe không? Dạ em khỏe. Còn anh? Để em vào bếp lấy nước cho anh nha. Anh vào trong nhà đi anh. Vào rồi mình nói chuyện với nhau. Anh nói cho em biết đi. Mọi chuyện sao rồi anh hai? Anh hai vẫn chiến thắng như mọi khi có đúng không? Bận rộn thì vẫn vậy. Tòa án, mọi thứ. Lúc đầu không được theo như ý anh muốn, nhưng rồi sau đó anh đã lật ngược tình thế và đã chiến thắng. Khách hàng cảm ơn anh rất nhiều. Còn em có chuyện gì vui không? Dạ không anh, không có gì vui hết. Cả ngày em chỉ biết nhốt mình ở trong phòng thôi. À đúng rồi anh hai, anh về thì hay quá. Em có mua một phần mềm và đã cố gắng để có thể cài đặt nó trong máy tính của em, nhưng mà em cài hoài không được. Anh đã từng sử dụng phần mềm thông qua máy tính của em rồi có đúng không? Vậy chắc là anh có thể cài đặt phần mềm đó vào máy tính của em được rồi. Được. Cảm ơn anh. Đi thôi. Đi. Mình đi. Mấy vấn đề này em dốt quá anh ơi. Chắc là em bị vi phạm bản quyền rồi đó. Em không có làm vậy đâu anh. Em đã nhờ cấp phép sử dụng rồi. Nếu như em vi phạm bản quyền, em còn nhờ anh cài đặt giùm làm gì nữa. Có chuyện gì với anh Vivet vậy ta? Sao anh ấy với lại sao ráp? Anh hai tin em đi, để em lấy đĩa rồi nhờ anh cài giùm nha. Được rồi, em hãy mau lấy ra đi. Dạ. Lạ gì? Em nhớ là em để nó ở đây mà ta. Sao vậy? Em chưa tìm ra nữa hả? Em nhớ là em để ở đây mà, sao kỳ cục vậy? Anh hai à, anh kiếm phụ em đi. Lần cuối em đã để nó ở đâu vậy? Lần cuối hả? Em nhớ là em để nó ở trên giường mà, kỳ vậy? Không thấy. Dạ nước của anh đi. Cái đó của mình mà.
Cái này có phải là của em không hả? Sao nó lại ở trong phòng của Sao Ráp vậy? Em cũng không biết tại sao nó lại ở đây. Anh cũng biết đồ của em lúc nào cũng để trong phòng mình. Em không biết tại sao nó lại ở đây nữa. Vì bé tin em đi, em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bác ơi, bác có đó không bác? Bác ơi, con mở cửa vào đi. Bác ở trong này. Đừng anh đi. Con đừng khóc nữa. Không có gì phải khóc hết. Mọi người trong nhà rất tin tưởng vào con mà. Con phải mạnh mẽ lên. Vì con phải làm chỗ dựa cho bà và Sa Điết. चिल्ला वे पागल पे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं जब भगवान ने खुद मुझसे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया है कौन होता है ये मुझे सजाने वाला